Chào mừng các bạn đã đến với kênh chuyên gia của Bích Huệ. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một món ăn rất mang nhiều hương vị đậm đà và hấp dẫn. Đó là món bò sốt tiêu đen. Bởi sao mình muốn giới thiệu cho các bạn? Vì cái tháng này nó là sắp Tết, thế nên mình muốn đưa vào để cho các bạn có thêm món ăn cho nó hấp dẫn vào ngày Tết của gia đình chúng ta. Sau đây chúng ta cùng làm. Trước khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị thái thịt bò thì chúng ta phải đun hạt tiêu trước nhé. Cái hạt tiêu này, hạt tiêu nguyên hạt, tiêu đen nguyên hạt, để cho nó tiết ra được cái vị thơm của nó. Đấy, chúng ta dùng một ít nước này và chúng ta đun hạt tiêu. Đấy. Khi chúng ta đun cái hạt tiêu đen này lên rồi thì nó sôi, thì chúng ta đun nhỏ lửa khoảng 15 phút nhé, để cho nó tiết cái tiêu ra cho nó thơm. Đấy. Sau khi chúng ta đun hạt tiêu xong rồi chúng ta bắt đầu thái thịt bò nhé. Về phần bò thì các bạn nên chọn bò loại 1 nhé. Đây này, phi lê ngon chỗ là mềm nhất của thịt bò nhé, thì các bạn mua nhé. Sau thì chúng ta bắt đầu thái nhé. Thái thì tùy theo các bạn có thể thái con chì hoặc các bạn có thể thái vuông nhé, đều được hết nhé. Đây, chúng ta phải nhìn cái thớ của nó để chúng ta thái nhé, nếu không là dọc thớ là nó sẽ rất là dai, không ăn được. Đây, các bạn có thể thái hình con chì đó. Khi chúng ta thái xong rồi đấy nhá, tất cả các bạn thái con chì nhé. Đây. Đấy, thái xong rồi thì bắt đầu chúng ta ướp. Cái tỏi này thì chúng ta rửa sạch, bóc vỏ và đập băm nhỏ nhé. Băm hoặc các bạn có khối tay thì các bạn quay nhé. Đây, chúng ta cho vào tỏi này. Đây, cái này là cái sốt sa tế nhé. Đấy, sốt ướp thịt. Đấy. Thì chúng ta cho cái sốt vào. Trong cái sốt này nó cũng có nhiều gia vị, hương vị rồi, cho nên nó rất là ngon. Đấy, sau khi chúng ta cho sốt rồi, cái này các bạn mua ở các cái chợ hàng khô, ở các chợ lớn nhất là nó sẽ rất nhiều, và trong siêu thị cũng có đó. Rồi cái sốt sa tế nó có gia vị rồi nên chúng ta chỉ cho một chút gia vị thôi nhé. Đấy, gọi là thôi. Đấy, không thì nó sẽ mặn. Tiêu bột nhé. Tiêu bột thì cũng tùy theo gia đình của các bạn nhé. Ăn thích ăn nhiều tiêu các bạn cho nhiều, mà không ăn tiêu các bạn không cho, thì trẻ con thì không cho cũng được, nhưng mà vẫn phải có một chút. Và mì chính nhé. Mì chính cũng thế, gia đình các bạn ăn nhiều cho nhiều mà ăn ít thì ít thôi nhé. Rồi sau đó chúng ta cho dầu hào nhé. Dầu hào các bạn cho cái này thôi nhé, vì có nửa cân thịt bò thôi ở trong cái sốt nó cũng đầy đủ luôn. Chúng ta chỉ cho ít vào để cho nó có hương vị và thơm thôi. Đó. Nó hơi nhiều gia vị đấy. Đấy, mang đi chúng ta cho thế nhé, một chút đường thôi. Đấy, cho ăn thì các bạn cho 3 thìa, 3 cái muỗng canh. Và các bạn lên làm cái món này, các bạn lên ướp từ ngày hôm trước. Đấy, sau hôm sau, chiều hôm trước, các bạn ăn hôm sau thì các bạn có thể ướp chiều hôm trước. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta để nó ngấm gia vị nhá. Cho một ít gia vị. Đấy, làm sốt tiêu đen nhá. Chúng ta cho một ít gia vị vào và một ít thôi nhá. Đó. Sau khi cho xong chúng ta xuống một đao cho nó sánh. Đây, các bạn nhìn sánh nhé là được nhá. Các bạn nhìn sánh nhé là được nhá. Đó. Đây. Và cho dầu hào và maggi sánh. Đây, các bạn nhìn sánh nhé là được nhá. Đó. Đây. Đấy, thế là xong phần sốt tiêu đen nhá. Các bạn cho dầu nóng hoặc mỡ cũng được, nó bốc khói lên thì các bạn bắt đầu mới, đấy, nó bốc khói, nóng chảo rồi. Các bạn cho bò vào. Cho vừa theo cái lượng bò của cái chảo nhà mình với cả cái nhiệt độ thôi nhá. Nó nhiều quá là nó sẽ
nó sẽ chảy nước đấy các bạn, gì đấy rất là ngon, nhiệt độ phải rất là nóng. Đấy các bạn ấn cái miếng bò nó vẫn còn mềm mềm này, nó chín tới này, nó cứng quá là nó không ra đâu, chín quá rồi đấy, ấn miếng thịt nó vẫn còn phải mềm. Sau đó chúng ta bày vào đĩa nhá và ăn nóng. Cái yêu cầu cảm quan của cái món bò tiêu đen này là bò mềm, không bị cứng đấy, và chín tới, hương vị thơm đặc trưng đấy. Đặc trưng và có nổi bật của cái tiêu đen lên, đó gọi bò tiêu đen. Và cái phần xốp của nó thì các bạn cố gắng làm nó vừa sánh, nó quện vào miếng thịt bò nhá, chứ không là đun sốt loãng quá thì nó chảy nhá. Đấy các bạn nhìn này, thì miếng bò rất mềm, vừa ấn rất mềm, đó, thấy chưa? Đấy các bạn thấy mình ăn người dài thế nào, rất mềm, ngon, thơm, hương vị đậm đà, rất thơm. Hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn xong món bò sốt tiêu đen nhé. Món này mình muốn là giới thiệu cho các bạn, đưa vào mâm cỗ Tết của các bạn, rất là ngon, hương vị rất là đậm đà. Các bạn xem thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào, xin chào.